Quý vị, trong chương trình phóng sự hôm nay đó thì là chúng tôi đang có mặt bên trong cái khu vực mo gọi là khu vực chợ Á Đông đối diện với thương xá Phú Lộc Thọ. Vì lý do thương xá Phú Lộc Thọ, thưa quý vị, phải đóng cửa, hạn chế những cái hoạt động các cơ sở thương mại bên trong vì lý do dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra. Thì ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt tại tiệm vàng Jin, như quý vị biết á. Tiệm vàng Jin Jewelry là một trong những tiệm ở trong thương xá Phú Lộc Thọ, nhưng mà bây giờ họ đã dời ra đây rồi vì lý do rằng là như Phạm Thanh nói đó, là có những cái hạn chế về vấn đề là mở cửa, đóng cửa hoạt động các cơ sở thương mại bên trong thương xá Phú Lộc Thọ. Thì ngày hôm nay tiệm vàng Jin đã dời ra đây. Chúng tôi cũng được biết rằng một số những cái cơ sở thương mại bên trong thương xá cũng đã set up những cái booth ở ngoài trời, những cái liều ở ngoài trời để mà buôn bán ngoài trời, để mà cái vấn đề hạn chế vấn đề lây nhiễm cái dịch Covid-19. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong tiệm vàng Jin vừa mới dọn qua đây để mà gặp chủ nhân của tiệm vàng Jin, có những cái lời để mà mời gọi quý khách đến ủng hộ cho tiệm vàng Jin ở cái địa điểm mới. Hôm nay tiệm vàng Jin dời qua khu mới bên chợ Á Đông bởi vì mô Phước Lộc Thọ phải đóng cửa vì sợ lây bệnh. Xin kính mời quý khách ủng hộ. Thưa quý vị, bây giờ thì Phạm Khanh đang có mặt tại thương xá Phú Lộc Thọ. Thưa quý vị, trước cửa thương xá thì chúng tôi thấy có những khách rồi cư dân ở đây vẫn ngồi trên những cái ghế ở đây để mà sửa nắng rồi thì là nói chuyện buổi sáng. Thương xá Phú Lộc Thọ vì biết bây giờ hạn chế không có mở cửa nữa. Tuy nhiên rằng là thương xá cũng đã tạo điều kiện cho một số những cái cơ sở thương mại bên trong thương xá, họ có thể bày những cái gian hàng của họ ngoài này, những cái booth họ bán quần áo này kia vậy đó, ở ngoài trời, để mà cho khách hàng có thể đến đây cũng có thể đi shopping được mà vẫn có thể giữ được cái khoảng cách trong cái thời đại phải nói là khó khăn như hiện giờ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi những cái gian hàng phía sau thương xá để coi ở đây họ buôn bán ở ngoài trời như thế nào. Đây là gian hàng Vân Vân Fashion. Gian hàng này tới 2 bút lượng sao hơn quý vị? Gian hàng mình được tới 2 bút lượng. Dạ. Một gian hàng tới 2 có 2 lô ở trên đó. Dạ. Có 2 lô tức là mình được 2 lô thì mình được 2 cái. Rồi. Dạ. Hôm nay đó là buôn bán được không chị? Buôn bán thì cũng ok, cũng được nhưng mà phải nhờ quảng cáo cách mới đông. Vậy đó. Dạ. Rồi giờ quảng cáo đi, bây giờ tiệm chị bán cái gì, quần áo hả? Bán quần áo. Dạ, bán quần áo, t-shirt trẻ em. Người lớn mền gói, dạ, mền gói, dạ, áo thun, đồ lót, có đủ thứ hết. Dạ. Wow. Thấy khách hàng vẫn mua đây nè, đông vui quá nè. Trời ơi, thôi kệ, quảng cáo giùm cho chị, mai ra bán được phải không? Đến tiệm Vân Vân chuyên quần áo trẻ em, mền gói đủ hết. Mới vừa dọn ra không biết hả? Ok, đó, gian hàng này kia có ai phụ chị không? Chỉ có mình chị thôi. Một mình thôi mà có gian hàng to như thế này nè. Rồi sáng dọn ra chiều dọn vô phải không? Hôm nay dọn ra để bán được không chị? Dạ thì cũng trời thương, nhiều khách hàng quen thuộc người ta biết ta đi vô ta ủng hộ. Ủng hộ cho bà con mình. Dạ thôi kệ. Trong mùa Covid này cả thế giới chẳng phải riêng mình. Rồi chủ mo nó tạo điều kiện cho mình xuống dưới để mình bán thì nó ok. Dạ. Dạ cũng tốt. Dạ. Chị ơi, rồi mấy cái hàng này rồi buổi chiều mà dọn về đâu? Dạ buổi chiều là tụi em đánh xe vô đây. Xong có những cái thùng cắt tông này nè, xong cho lên xe tụi em xếp vô với một số thùng thì để dưới này. Thì cho cái gì mình mang lên xe về được về, còn cái nào không thì mình cho vào thùng đây mình đậy vô hết. Đậy vô hết? Dạ. Có bảo vệ ở đây chứ? Dạ, người ta bảo vệ cho mình trước khi mình hỏi người ta ok không sao hết. Thì mình mới để lại thôi. Sáng 10 giờ người ta sẽ mở cái gate cho mình đi vô. Rồi buổi chiều là 5 giờ ta mở cái ghế cho mình vào, mình dọn dẹp rồi mình đi về. Hôm nay có thấy đông không chị? Dạ hôm nay thì vắng, còn ngày hôm qua hôm kia thì đông lắm đó. À, vậy đó hả? Dạ tại mấy một phần nhiều người ta không có biết nữa. À. Nhiều người ta chưa biết. Đó, dạ. Từ từ ta biết. Thưa quý vị, thấy vừa rồi đó là chương trình phóng sự về việc thương xá Phú Lộc Thọ mở cửa những cái gian hàng ngoài trời trong cái khu vực parking bên hông thương xá. Cái khu vực thương mại mua bán ngoài trời này đó mở cửa từ 10 giờ sáng cho đến tận 5-6 giờ chiều suốt các ngày trong tuần. Thì quý vị có thể đậu xe phía trước hoặc phía sau thương xá rất là dễ dàng.
để mà vào đây mua sắm. Thứ nhất là để mà chúng ta cũng có những cái giờ phút đi ngoài trời vẫn giữ cái khoảng cách an toàn, và thứ hai là ủng hộ cho các cơ sở thương mại vượt qua được những cái khó khăn trong cái mùa đại dịch Covid-19 này.